căng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng siêu động đất có thể xảy ra ở rãnh Nankai. Lao động Việt ở Nhật ngỡ ngàng vì siêu thị hết gạo, nước sạch, giấy vệ sinh. Cơ quan khí tượng Nhật Bản mới đây tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng siêu động đất có thể xảy ra ở rãnh Nankai dọc theo Thái Bình Dương. Người dân cần tìm hiểu vị trí của các địa điểm sơ tán gần nhất, trong khi các gia đình có trẻ nhỏ, người già và người khuyết tật nên cân nhắc việc sơ tán một cách tự nguyện. Đáng chú ý là sau khi chính phủ Nhật Bản đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra siêu động đất, nhiều siêu thị đã hết sạch các mặt hàng thiết yếu. Tối ngày 9 tháng 8, Hà Đức Long quê ở Nghệ An tới siêu thị Izumi tại Osaka, Nhật Bản để mua đồ thì ngỡ ngàng thấy các quầy hàng để nước sạch, giấy vệ sinh đã hết sạch. Long ở thành phố Tankashi, khu vực được cảnh báo 7 ngày tới có khả năng xảy ra động đất 6 độ Richter. Lần thứ hai đến siêu thị, Long vẫn không mua được nước và phải mua trà về uống thay nước. Tại Sagamihara, tỉnh Kanagawa, rung chấn lớn xảy ra khoảng 20 giờ tối ngày 9 tháng 8 khi Nguyễn Lê Ngọc Thủy, 27 tuổi, vừa từ siêu thị về đến nhà. Cảm thấy mặt đất chao đảo mạnh, ngôi nhà nghiêng ngả, Thủy vô cùng hoảng loạn. Vài giây sau, cô mới định thần được và lao ra hướng cầu thang để chạy xuống tầng 1. Trong khi đó, ở thành phố Ebia, anh Lê Sơn tiếp tục cập nhật thông tin từ chính phủ Nhật Bản để có phương án mua đồ tích trữ hay không. Nam lao động Việt cho biết, lần đầu ở tỉnh Kanagawa cảnh báo động đất và rung lắc mạnh đến mức độ này.